chiếc xe thứ hai, thứ ba tiếp tục. Kia nữa. Anh xem chiếc xe thứ ba này, xe thứ nhất bị đổ mớ keo rồi, xe thứ nhì đã thoát khỏi rồi. Bây giờ còn chiếc xe thứ ba nữa. Rồi, chiếc xe thứ ba này, xe này cũng rất khỏe này. Vô tôi đi. Bỏ.
đứng về chỗ nhất từ bứng gốc cài luôn. Chuột nhổ gốc cài luôn, xe đâm vào vô cái mực luôn. Rồi hẹn lại gặp các bạn trong video tiếp theo nha. Pin của máy đã hết rồi.